Xin chào các bạn, hôm nay thì Giang sẽ làm một cái video hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng chiếc tai nghe TWE3B. Đây là chiếc tai nghe mới nhất của Yamaha, vừa ra mắt vào đầu tháng 11 năm 2021. Và cái cách thức mà sử dụng của chiếc tai nghe TWE3B thì nó sẽ hơi khác một chút so với các dòng tai nghe thông thường. Cái cách kết nối của nó thì sẽ như sau. Bước 1 thì bạn sẽ phải sạc pin cho cái chiếc tai nghe để có pin trong cái tai nghe mình mới có thể nghe nhạc được nhé. Tiếp theo là đối với những cái chiếc tai nghe mà khi lần đầu bạn kết nối ý, thì bạn chỉ có việc là bạn nhấc chiếc tai nghe bên phải ra. Chiếc tai nghe bên phải ở phía này của cái chiếc tai nghe nó sẽ có ký hiệu chữ LR là Bright á. Đó là chiếc tai nghe bên phải. Sau khi bạn nhấc chiếc tai nghe bên phải ra thì khi đó bạn sẽ bật Bluetooth của máy điện thoại mình lên ha. Khi mà bạn bật Bluetooth của chiếc điện thoại lên thì chiếc tai nghe đồng thời nó cũng sẽ có một cái tín hiệu để bạn dễ dàng biết được rằng cái tai nghe mình có kết nối được với máy hay không. Đó là đèn báo hiệu của chiếc tai nghe có chớp xanh đỏ liên tục. Bạn nhìn dùng ra nhé. Rồi bây giờ bạn kéo xuống thì bạn sẽ thấy là cái tên của cái thiết bị trong Bluetooth là Yamaha TWE3B LR. LR là chiếc tai bên phải nha bạn. Rồi bạn sẽ kết nối. Rồi, bạn nhấn vào ghép đôi. Sau khi nó đã kết nối rồi thì bạn lấy chiếc tai nghe còn lại ở trong hộp sạc ra, là chiếc tai nghe bên trái. Đó, nó sẽ có cái chớp đèn như thế này nha các bạn. Nó sẽ có chớp đèn xanh như thế này. Cái như thế này luôn, và bạn cũng ghép đôi luôn bình thường. Bây giờ thì bạn có thể sử dụng hai chiếc tai nghe này một cách bình thường rồi, bởi vì là cái chiếc tai nghe này đã tự động đồng bộ hai tai nghe và âm thanh. Ok, là Giang đã cho các bạn biết các cách kết nối của chiếc tai nghe TWE3B. Và tại sao mà Giang phải nói kỹ ở cái phần này? Sẽ có những cái trường hợp là các bạn quên mất rằng là cái cách kết nối là bằng cách là bạn lấy cái tai nghe này ra trước. Nhiều lúc là khi bạn kết nối thì bạn chỉ có nghe một bên tai, đúng không? Và bạn kết nối đi kết nối lại vẫn không có thể chữa được cái lỗi là nghe một bên tai. Thì bây giờ Giang sẽ bày cho bạn cái cách tiếp theo là cái cách reset lại của cái chiếc tai nghe. Việc đầu tiên của cái việc reset này á, là các bạn vào lại cái phần Bluetooth lúc nãy, xóa cái phần cái ghép nối của chiếc tai nghe này Bluetooth đi. Bạn hủy cái phần kết nối đó đi. Sau đó bạn tắt Bluetooth giùm Giang ha. Sau khi tắt rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu reset. Bạn bấm Giang 5 giây. 2, 3, 4, 5. Rồi, màu đỏ. Khi màu đỏ đây là bạn đã tắt cái nguồn của cái chiếc tai nghe rồi. Cái tiếp theo, bấm cả đồng thời hai chiếc tai nghe luôn nhá. Bấm và giữ trong vòng khoảng tầm 7 đến 8 giây. Giang bắt đầu đếm nhá. Khi mà khoảng tầm từ 5 đến 7 giây thì bắt đầu cái đèn xanh đỏ này chớp, tức là bạn đã reset lại hai cái chiếc tai nghe này để kết nối với cái chiếc điện thoại của mình hoặc bất kỳ một cái thiết bị điện thoại hoặc là một cái thiết bị nghe âm thanh khác. Sau khi bạn reset rồi thì bạn lại để vào cái cắp sạc, tức là bây giờ cái chiếc tai nghe này hoàn toàn trở lại với tình trạng ban đầu. Thì bây giờ bạn sẽ kết nối như lúc nãy, đầu tiên Giang bày như ở bước 1, ghép đôi của bên phải trước, sau đó mới lôi cái tai nghe bên trái ra nhé. Và bây giờ là cái cách sử dụng của chiếc tai nghe này. Với cái chiếc tai nghe này thì nó cũng khá là cơ bản giống như những chiếc tai nghe nhét tai khác. Phát nhạc hay dừng phát nhạc thì bạn chỉ cần nhấn một lần. Đấy, tai nghe nhấn một lần, dừng lại. Bấm hai lần là bạn sẽ tăng và giảm volume, hay là còn gọi là giảm âm lượng. Đấy, tăng âm, bấm hai lần. Giảm âm lượng, bấm hai lần. Bên tay trái, bấm hai lần. Đó là đối với cái việc là tăng giảm âm lượng. Rồi bây giờ muốn qua bài hoặc là lùi bài, đầu tiên nếu như bạn tiến bài thì nhấn và giữ 2 giây, 1, 2. Đó, nó sẽ qua bài, nhấn và giữ 2 giây, 1, 2. Rồi thả ra là nó sẽ qua bài. Còn đối với cái phần lùi bài thì nó sẽ hơi khó, bởi vì nếu như bạn đang nghe cái đoạn nhạc này tới đây thì khi bạn nhấn và giữ 2 thì nó sẽ quay lại cái đoạn đầu riêng của bài hát đó. 1, 2. Đó, nó sẽ quay. Vậy bạn nhấn thêm một lần nữa, 1, 2. Bạn phải nhấn double lên thì nó mới qua bài ha.
bây giờ là bật trợ lý giọng nói Google hay là Siri, thì bạn chỉ cần là nhấn vào phía bên tay phải nhé, tay phải này, nhấn 3 lần thì nó sẽ bật tính năng trợ lý giọng nói. 1, 2, 3 liên tiếp nha. Đó, thì bây giờ open Facebook. Rồi, đó, nó sẽ tự mở luôn cho mình. Bây giờ tiếp tục nhé. 1, 2, 3 open Spotify. Dạ, đó là cách sử dụng cơ bản đối với cái chiếc tai nghe TWE3B. Còn một cái nữa là về khi mà bạn gọi điện ha. Đây, khi có cuộc gọi tới, ấn tay phải để trả lời cuộc gọi. Nhấn một lần nữa để tắt. Bây giờ bạn muốn từ chối, bạn nhấn giữ 2 giây. 1, 2. Trong này thì nó sẽ có một cái phần khá là quan trọng. Đó là một cái ứng dụng có tên là Headphone Controller của Yamaha. Đây là cái app ứng dụng của nó. App này thì cho phép là bạn sẽ bật tắt cái tính năng Listening Care. Và thứ hai là bạn có thể cài lại cái giờ, thời gian chờ của chiếc tai nghe này. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục là next qua, bỏ qua. Rồi, khi mà ở đây thì nó sẽ có này, là ở cái app này bạn sẽ thấy được là phần trăm thời lượng pin. Nó hiển thị ở đây. Rồi cái Listening Care on hoặc off bạn có thể tắt đi. Tắt đi thì nó giống như một cái chiếc tai nghe bình thường. Và với cái chiếc tai nghe này thì Giang vẫn khuyến khích là các bạn bật Listening Care lên, thì nó sẽ có những cái thưởng thức cái âm nhạc, nó sẽ ok hơn. Ở đây là thời gian tắt tự động, cái này bạn có thể cài đặt lại. Ở đây nó sẽ có là 30 phút, 1 giờ đồng hồ, 3 giờ đồng hồ, hoặc là tắt đi. Nói chung là một cái ứng dụng này thì nó chỉ có cơ bản như thế này thôi. Giang hơi tiếc một chút, Giang cũng mong muốn là sau này Yamaha sẽ có những cái cách thức mà để mà áp dụng nhiều các cái tính năng điều chỉnh EQ ở cái trên cái ứng dụng này, giống như một vài những cái dòng sản phẩm tai nghe khác ở trên thị trường. Nó giúp cho người sử dụng sẽ có những cái thú vị hơn trong cái việc là sử dụng tai nghe cũng như là thưởng thức âm nhạc. Đa phần khi mới sử dụng chiếc tai nghe của Yamaha, đặc biệt là chiếc TWE3B hoặc là TWE3A, thì mọi người đều sẽ có và bị vướng mắc phải cái phần đầu tiên là cái phần kết nối, và gần như là rất nhiều người bị vấn đề này. Thì mọi người sẽ xem cái video và cũng như là thử lại một vài lần để cho mình quen với cái cách thức kết nối của chiếc tai nghe này. Đó là tất cả những gì mà Giang đã hướng dẫn cho bạn trong video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.